Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơn bão số 3 tên quốc tế là Iagi đã gây ảnh hưởng nặng nề ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cùng nhiều nước ở Nam Á. Sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng và lướt thẳng tới Hà Nội vào đêm mùng 7 tháng 9, bão đã suy yếu trên hành trình di chuyển về phía Tây. Thế nhưng sau khi lướt qua nhiều nước ở Nam Á, sáng 14 tháng 9, tàn dư của bão Iagi lại mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Bangladesh và đang tiếp tục gây ra thời tiết xấu ở khu vực này. Dự kiến, hệ thống áp thấp này có thể tồn tại trong khu vực đất liền của Ấn Độ trong vài ngày tới trước khi suy yếu dần. Trước đó, từ trưa đến đêm mùng 7 tháng 9, bão số 3 Iagi đã đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, gây ra thiệt hại lịch sử cho các tỉnh trong khu vực. Từ đó đến nay, bão đã khiến tình hình mưa lũ kéo dài Gây ngập lụt và sạt lở trên diện rộng. Bão Iagi cũng được ghi nhận là cơn bão lịch sử 30 năm ở biển Đông và là siêu bão cấp 16-17. Sau khi suy yếu, bão vẫn gây mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ quét, ngập lụt và sạt lở tại các tỉnh miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Phú Thọ. Tính đến chiều 14 tháng 9, bão Iagi khiến 276 người thiệt mạng, trong đó có 76 người mất tích, hơn 168.000 căn nhà hư hỏng. 73.000 căn nhà bị ngập. Không những thế, bão Iagi hơn một tuần qua cũng đã gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực ở Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người. Ngày 13 tháng 9, bão Bebinka đã suy yếu thành bão nhiệt đới bên ngoài khu vực dự báo của Philippines PR vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương, tuy nhiên vẫn làm tăng cường gió mùa Tây Nam gây mưa tại một số nơi trên cả nước. Báo Rappler dẫn thông báo ngày 13 tháng 9 của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, cho biết bão Bebinca rời PR vào khoảng từ đêm 13 tháng 9 đến sáng sớm 14 tháng 9. Trong suốt thời gian dự báo, bão vẫn sẽ ở xa đất liền Philippines. Pagasa tiếp tục cảnh báo nhiều khu vực tại Philippines có thể xuất hiện lũ quét hoặc lở đất do mưa lớn gây ra. Theo bản đồ dự báo bão, Đến trưa 13 tháng 9 theo giờ địa phương, sức gió duy trì tối đa đã giảm từ 95 km một giờ vào ngày 12 tháng 9 xuống 85 km một giờ. Gió giật giảm từ 115 km một giờ xuống 105 km một giờ. Do bão Bê vẫn cách xa đất liền nên mục tiêu hiện tại của PAGASA là tập trung nhiều hơn vào các tác động của gió mùa Tây Nam do ảnh hưởng của bão. Bên cạnh đó, cơ quan này cho biết có khả năng cơn bão sẽ tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, Pagasa không loại trừ khả năng cơn bão có thể mạnh trở lại vào ngày 14 tháng 9 và thậm chí có khả năng trở thành bão cuồng phong khi tiến vào vùng biển Hoa Đông. Trong khi đó, theo tin bão của Bloomberg, bão Bebinca dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc vào sáng sớm 16 tháng 9. Đe dọa gây mưa lớn có thể làm gián đoạn các nhà máy lọc dầu, các kho cảng LNG và làm tê liệt giao thông ở Trung Quốc. Bloomberg lưu ý, thời tiết khắc nghiệt có khả năng làm gián đoạn việc đi lại ảnh hưởng tới tiêu thụ ở Trung Quốc. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cơn bão Bebinka sẽ có tốc độ gió lên tới 162 km một giờ. Bão Bebinka hiện được dự báo đổ bộ vào đất liền Trung Quốc ở cường độ bão cấp 2 theo thang báo Saphir Simpson 5 cấp. Cơ quan thời tiết Trung Quốc dự báo cường độ của bão Bebinka sẽ suy yếu nhanh sau khi đổ bộ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Bebinca dự báo sẽ tiến gần khu vực đảo Amami phía tây nam Nhật Bản trong tối 14 tháng 9, có thể gây gió mạnh, lở đất, lũ lụt và sóng cao. Tỉnh Okinawa ở phía nam dự báo sẽ có gió lớn và biển động. Đây là cơn bão thứ 13 trong mùa bão năm nay ở Nhật Bản. Tính đến 6 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương, bão Bebinca còn cách đảo Minamidaito khoảng 90 km về phía đông và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 30 km/h sức gió lên đến 126 km h ở tâm bão. Sức gió dự kiến đạt 162 km h ở Amami và 126 km h ở Okinawa vào ngày 14 tháng 9, cùng với sóng cao 8m ở Amami, 7m ở Nam Kyushu và 6m ở Okinawa. Lượng mưa trong 24 giờ tính đến 6 giờ ngày 15 tháng 9 dự kiến đạt 150 mm ở các khu vực phía Nam Kyushu và Amami, 100 mm ở Okinawa. Trước đó, cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí tượng Philippines cho hay, bão Bebinca đã đi vào khu vực dự báo PR lúc 18 giờ ngày 13 tháng 9. Đây là cơn bão số 6 của Philippines trong năm 2024 và được đặt tên địa phương là bão Pedy. Theo dự báo bão của PAGASA, bão Bebinca chỉ ở lại PR trong vài giờ. Tối 13 tháng 9, bão đã di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ tương đối nhanh là 35 km/h. Sức gió tối đa gần tâm bão mạnh 85 km/h, giật 105 km/h. Trước khi vào PR, Babinca đạt trạng thái bão nhiệt đối mạnh nhưng suy yếu thành bão nhiệt đối. Vào sáng 13 tháng 9, Babinca chỉ tiến gần ranh giới PR ở phía đông bắc nên cảnh báo mưa to và gió bão nhiệt đối không được ban bố. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTWC của Mỹ, Bebinka hiện là bão nhiệt đới ở biển Philippines với tốc độ gió duy trì 94 km h Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng từ 16 đến 19 độ Vĩ Bắc, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đang gây mưa rào và rông ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho hay, giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ và giữa biển Đông đang mạnh dần lên. Một số mô hình dự báo cho rằng, khoảng ngày 15 tháng 9 có thể mạnh lên thành một vùng áp thấp ngay giữa biển Đông. Cũng không loại trừ khả năng vùng áp thấp này tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Vùng áp thấp này chủ yếu di chuyển về khu vực ven biển miền Trung trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 9. Bà Lan khuyến cáo đây mới chỉ là những dự báo sớm. Trong những ngày tới, khả năng còn có nhiều thay đổi. Người dân, đặc biệt là ngư dân, nên chú ý theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo để phòng tránh những rủi ro thiên tai. Ngày 14 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở khu vực Bãi Huyền Trân, tỉnh Bà Địa Vũng Tàu, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở Phú Quý, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Phú Quốc, có gió giật cấp 8. Cùng ngày, Giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng từ 16 đến 19 độ vĩ bắc, kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh đang gây mưa rào và rông ở khu vực giữa và nam biển đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến cà mau, cà mau đến kiên giang và vịnh Thái Lan. Dự báo ngày 14 tháng 9 ở vùng biển từ Ninh Thuận đến cà mau có gió cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2m đến 4m phía nam khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 m đến 4 m. Ngoài ra, ngày và đêm 14 tháng 9, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam khu vực Bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 7, cấp 8. Đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Hiện nay, mức nước chiều tại khu vực ven biển phía Tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển. Ngày và đêm 15 tháng 9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6. Riêng khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2m đến 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc Tại nhiều huyện thuộc 10 tỉnh thành phố, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đá cụ thể gồm mộc châu vân hồ thuộc tỉnh sơn la cao phong đào bắc kim bôi lạc sơn lạc thủy lương sơn mai châu tân lạc yên thủy thành phố hòa bình thuộc tỉnh hòa bình bắc hà bảo thắng bảo yên bát sát mường khương thuộc tỉnh lào cai simacai văn bàn thành phố lào cai thị xã sapa thuộc tỉnh lào cai lục yên mù căng trải trạm tấu trấn yên văn chấn văn yên thuộc tỉnh yên bái bắc quang đồng văn quản bạ xín mần yên minh thuộc tỉnh hà giang hàm yên yên sơn thuộc tỉnh tuyên quang cẩm khê hạ hòa tân sơn thanh sơn thanh thủy yên lập thuộc tỉnh phú thọ đại từ định hóa thuộc tỉnh thái nguyên bá thước lang chánh mường lát như xuân Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân thuộc tỉnh Thanh Hóa. Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp thuộc tỉnh Nghệ An. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến mực nước trên các sông, hồ trên địa bàn huyện Trường Mỹ, Hà Nội, trong đó có xã Trần Phú tăng nhanh gây ngập lũ đối với một số địa bàn trong huyện. Trước tình hình đó, công an xã Trần Phú và các lực lượng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xuyên đêm triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, huy động hàng nghìn mét khối đất cát để đắp đê ngăn lũ ở khu vực đầm Buộm thuộc xã Trần Phú, huyện Trường Mỹ. Không quản ngại đêm tối, mưa dầm, thực hiện tuần tra kiểm soát tại các vị trí sung yếu trên địa bàn. Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 12 tháng 9, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thượng úy Vũ Tuấn Lực, cán bộ công an xã Trần Phú, huyện Trường Mỹ, Hà Nội đã phát hiện đoạn đê được gia cố bằng bao tải đất và cát có dấu hiệu sắp vỡ. Trong đêm tối và giữa dòng nước chảy xiết, thượng úy Vũ Tuấn Lực không ngại hiểm nguy lấy thân mình đè lên các bao cát tại vị trí sung yếu để ngăn đoạn đê khỏi vỡ, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ người dân và đồng đội xung quanh. Thượng úy Vũ Tuấn Lực chia sẻ, thời điểm ấy khi đang tuần tra thì tôi phát hiện một đoạn đê gia cố bị cong có nguy cơ vỡ. Khi ấy không một chút chần chừ, tôi đã lao vào dùng tay vai và đùi ghi chặt vào các bao cát ngăn nước không ùa vào. Cùng với đó, tôi hô hoán để đồng đội và nhân dân đang ở gần đó kịp thời hỗ trợ dùng các bao cát đè vào khu vực sắp vỡ. Sau khoảng gần 30 phút nỗ lực của nhiều lực lượng, đoạn đê gia cố đã được bảo vệ an toàn. Thượng úy lực cho biết khi sự việc xảy ra, dòng nước sông Bùi đã lên rất cao, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết nên không trần trừ dù chỉ một giây anh đã lập tức lao vào ngăn đê gia cố vỡ hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô lấy thân mình giữ đê gia cố trong đêm được nhân dân địa phương ghi nhận biểu dương